Hello, hello, xin chào cả nhà, mình là Tê Tê. Đã lâu lắm rồi mình mới có thời gian làm review trên cái kênh này. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chọn làm review một cái bộ sản phẩm, nói chính xác hơn là cái bộ đồ chơi dành cho trẻ em. Cái bộ đồ chơi này thì mình đặt mua của một shop tại Hà Nội có tên là babyx.vn. Thì thường là những cái shop mà có những cái trang web hoành tráng như thế này thì họ làm ăn khá là chỉnh chu. Trong cái bộ sản phẩm này thì mình đặt mua khá là nhiều món, hình như là 6 món thì phải, 6 món đúng rồi, 6 món. Tổng giá trị của 6 cái món này là 543.000 đồng. Phí vận chuyển từ Hà Nội về chỗ mình là khoảng cách là 80 cây số thì phí vận chuyển là 41.900 đồng, nhưng mà mình áp khá nhiều cái voucher giảm giá nên là nó cái tổng chi phí cho cái bộ sản phẩm này chỉ còn 498.950 đồng thôi. Giá trị của mỗi cái sản phẩm này là khác nhau nha mọi người. Đa số thì tất cả đều làm bằng nhựa. Và ngoài ra thì trong những cái thành phần kết cấu của nó sẽ có những cái như là cái ống cao su này, ống nhựa thì đúng hơn. Đây là một loại nhựa đàn hồi. Mình không phải là dân chuyên ngành nên là mình sẽ không nhận xét chuyên sâu về cái chất liệu sản phẩm. Phải nói là họ đóng gói khá là chỉnh chu luôn. Đóng gói rất là đẹp. Cái này giá bao nhiêu nhỉ, để mình tra thử xem cái. Giá của từng cái này nó khác nhau nên là mình cũng không nhớ rõ lắm. Cái này mình phải tra trên cái app của mình cơ thì mới biết được cái giá chi tiết của từng cái sản phẩm này. Như cái con voi này là giá của nó là 28.000 đồng. Cái con voi nhựa đây. Cái đấy thực ra nó là một cái bình xoát nước, cái bình phun nước. Còn cái con ếch kia thì nó kiểu một cái dạng đồ chơi vặn cót ấy. Đây là một cái gì đây? Một quả trứng. Quả trứng này thì nó có giá là 59.000 đồng. Một quả trứng cá là cute hả? 59.000 đồng cho một quả trứng này. Hay là mình nói về cái giá mà mua trong cái đợt sale giảm giá ấy, chứ còn cái giá gốc của nó là 79.000 đồng cho một cái quả trứng này. Còn cái giá sale của nó là 59.000 đồng. Cái này thì nó kiểu là một cái dạng, chắc là một cái quả trứng có cái công dụng là phun nước thôi. Vì đa phần là những cái món đồ chơi này là để đặt ở trong cái chậu nước của trẻ em, cái chậu tắm. Nhưng mà đây là một cái trong chóng nước. Ui ui, mẹ, cái giá của cái trong chóng này là 99.000 đồng. Mà đấy là còn là cái giá sale rồi đấy. Cái bình này là 28.000 đồng này. Đây là bình con voi, bình voi tưới nước. Con ếch này là một cái dạng đồ chơi vặn cót. Khi mà mọi người vặn cót thì nó sẽ tự động bơi ở trong nước. Nhưng mà có vẻ là cái cót này nó không được dài cho lắm nên là cũng khả năng là nó cũng không bơi được đâu. Nhưng mà chỉ cần như thế này thôi là bọn trẻ con là nó thích lắm rồi. Đây cũng là một cái kiểu dạng vòi phun nước, nó có khá nhiều vòi. Cái này giá bao nhiêu nhỉ? Mực đơn à, 119.000 đồng rồi, 119.000 đồng. Nói chung là mấy cái đồ chơi trẻ em bây giờ là mình thấy nó khá là đắt. Đắt hơn so với lại cái thời xưa khá là nhiều. Cái này giá bao nhiêu? Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là một cái thành phần của cái hình như là cái vòi sen. Có tên là vòi sen Koala, cái tên khá là khó đọc, 199.000 đồng cho một cái đấy. Cái này là cái quái gì, sao lại không có trong danh mục sản phẩm như này? À, hình như là nó cũng nằm trong cái bộ vòi sen Koala thì phải. Nói chung là cái vừa đấy là nó là một cái thành phần cấu tạo lên cái bộ vòi sen Koala, còn cái này chỉ là một cái muôi bình thường. Cái muôi
mua gì không có trong cái danh mục sản phẩm mà mình mua nhỉ? Hay là cái hàng tặng thêm? Nói chung là hàng thì mình nhìn khá là ngộ nghĩnh. Bọn trẻ con thì nó nhìn thế này là nó thích rồi, nhưng mà về cái giá thành thì mình đánh giá nó là khá là cao. Khá là cao so với lại cái mặt bằng chung thu nhập ở cái vùng nông thôn mình. Ok mọi người, cái video nó cũng không còn dài nữa, thế nên là mình xin chào tạm biệt nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những cái video sau nha.